Thưa quý vị và các bạn, Ghe Ngò là bộ môn thể thao hấp dẫn đối với đồng bào dân tộc Khmer tại vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng. Hình ảnh chiếc ghe ngò thường đi kèm với những hình tượng và những linh vật được các nghệ nhân vẽ trên ghe đại diện cho từng chùa, phum sóc. Với mong muốn giới thiệu đến du khách về nét đặc sắc của chiếc ghe ngò, chùa Bem Buôn Mây ở thành phố Sóc Trăng đã mời nghệ nhân điêu khắc hình tượng con rồng lên thân ghe ngò, tạo thành tác phẩm nghệ thuật trưng bày tại chùa cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Từ chiếc ghe ngò cũ không còn dùng trên đường đua sông nước, Đại Đức, Đinh Hoàng Sự bắt đầu ý tưởng theo hướng nghệ thuật. Chiếc ghe ngò thông thường cần sự láng mướt toàn thân để hạn chế ma sát, dễ tăng tốc khi bơi nên chỉ có thể trang trí bằng hình vẽ. Nay chiếc ghe này không còn bơi nữa thì việc cải tiến sẽ đậm chất nghệ thuật hơn. Chiếc ghe ngò của chùa đã có gần 20 năm qua, bơi 2-3 năm qua không còn sử dụng nữa, chỉ để trong chùa. Tôi có ý tưởng nên mời thợ đến tạo hình cho ghe có đầu, thân và đuôi rồng để du khách và Phật tử đến chùa cùng xem. Để hoàn thành một chiếc ghe ngò tham gia trên đường đua thì phải trải qua rất nhiều công đoạn và mất rất nhiều thời gian chế tác. Còn việc điêu khắc trên một chiếc ghe ngò lại càng khó khăn hơn do xác định yếu tố thẩm mỹ là chính. Bắt đầu công việc từ cuối tháng 2 cho tới nay, tác phẩm đã gần hoàn thành. Những nét điêu khắc nổi từ đầu, thân, vảy rồng cho đến các chi tiết nhỏ nhất được thực hiện thật tỉ mỉ và tinh tế, làm nổi bật hơn bao giờ hết, thu hút từ mọi ánh nhìn. Đây là tác phẩm đầu tiên của tôi, việc điêu khắc trên thân ghe, đây là điều đặc biệt, khác lạ. Vì thường ghe ngò người ta chỉ vẽ nhưng ghe Bem Buôn Mây lại điêu khắc từ đầu cho đến cuối trên thân ghe, khác biệt hơn các nơi. Tác phẩm này được xem là độc lạ và chưa từng thấy trên chiếc ghe ngò tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ có chùa Bem Buôn Mây đầu tiên chạm khắc hình tượng con rồng trên chiếc ghe ngò như thế. Với sự sáng tạo và lòng nhiệt huyết, các nghệ nhân đã mang đến một hình tượng lạ lẫm mà thiêng liêng, vì từ xưa đến nay mọi người chỉ thấy toàn hình vẽ trên chiếc ghe ngò mà thôi. Ban đầu chỉ muốn làm để trưng bày trong chùa thôi, sau đó Phật tử đề xuất là tuy không đua nhưng cũng cần cho ghe xuống nước trình diễn ngày ốc âm bốc để mọi người cùng biết. Tác phẩm này cũng là sự khéo léo tuyệt vời của người thợ nên cần giới thiệu tác phẩm nghệ thuật này với bà con xứ mình và các nơi biết về văn hóa Khmer. Với tác phẩm độc đáo và mang tính nghệ thuật, khi chiếc ghe được đặt xuống nước và được các vận động viên bơi trình diễn, chắc chắn sẽ là một điều bất ngờ và thú vị trong dịp lễ ốc âm bốc năm nay, qua đó minh chứng cho sự đặc biệt và đầy óc sáng tạo trong nghệ thuật điêu khắc. Song song đó, càng cho thấy hơn sự phong phú đa dạng trong nghệ thuật tạo hình văn hóa dân tộc Khmer.